ta? Đây là những quả mà bồ kết đã được phơi gần như là khô kiệt rồi. Vào mùa này thì mọi người sẽ đi vào trong rừng từ rất sớm, khoảng 3 giờ cho đến 4 giờ sáng là đã chuẩn bị đồ nghề để có thể là vào trong rừng và bắt đầu là trèo lên những cái cây bồ kết để mà hái xuống. Sau khi hái xuống thì sẽ trở về nhà và trải bạt ra phơi như thế này.